dàn mini của Onkyo đẹp xuất sắc luôn và chạy full tính năng. Đó là đĩa CD, đĩa MD và dùng làm bơm ly. Ở cửa hàng đang đấu vào đôi loa Bass 25 và nó vẫn đủ sức để anh em có thể nghe nhạc vô tư, nghe nhạc nhẹ nhàng trong không gian nhỏ, không gian kín trong phòng. Thậm chí những cái cục này cửa hàng vẫn đấu với những đôi loa Pioneer Bass 30 vẫn tốt luôn anh em nhé. Số series của em đó là 3974, giá bán 1.500.000 đồng cho cục này. Ngoài ra, ngoài việc là anh em dùng nó làm đấu, làm âm ly trực tiếp thì anh em có thể dùng nó làm đầu đĩa CD, đầu đĩa MD, bởi vì nó có đường xuất âm thanh lỗ AV out đằng sau và lỗ 3.5 đằng trước, anh em có thể cắm hai cách. Đó. Đẹp xuất sắc luôn. Sản xuất tại Nhật Bản, 48W, 100V và đang ghép tạm vào đôi loa Bass 25 của Sony. Anh em thích đôi loa cần luôn đi cho nó gọn. Tôi sẽ quay xung quanh để anh em nhìn được tổng thể. Mắt đọc rất tốt luôn. Ok, quay một lần lại video. Cục này nó cũng chạy 4 con sò than anh em nhé. Luôn tính năng chạy đĩa MD. Anh em lưu ý là cửa hàng không bán đĩa và cũng không tặng anh em nhé, bởi vì đĩa cửa hàng không kinh doanh nên không có để bán cũng như không có tặng. Điện 100V, chạy full tính năng CD MD, FM tần số 90 và dùng là bơm ly. Mắt đọc rất tốt luôn. Nếu nói về mắt đọc thì khỏi bàn luôn. Tiếng nó bị nhỏ. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.